vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Yêu Bóng Đá. Chúc quý vị có nhiều thông tin giải trí thư giãn và bổ ích trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất có trong ngày. Kết quả bảng xếp hạng World Cup hôm nay 27 tháng 11, lịch thi đấu bóng đá mới nhất. Tính đến 4 giờ cùng ngày của lượt trận vừa qua, FIFA World Cup 2022 đã xác định được đội bóng đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng. Lượt trận thứ hai của bảng C, D mới đây đã diễn ra với một vài kịch bản khá là khó lường. Argentina đã thoát hiểm ngoạn mục sau chiến thắng trước Mexico. Tuy nhiên thì cái tên từng đánh bại Messi và các đồng đội là Ả Rập Xê Út lại phải chịu thua trước Ba Lan. Trong khi đó tại bảng D, đội tuyển Pháp chính thức là đội đầu tiên có tấm vé vào vòng 16 đội tại World Cup 2022 sau màn tỏa sáng của Mbappe trước đội tuyển Đan Mạch. Những vị trí còn lại sẽ chỉ được xác định bằng kết quả của lượt trận thứ 3. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Ba Lan đang đứng đầu bảng C sau một trận thắng và một trận cầm hòa, đang tạm giữ 4 điểm. Ngay sau đó là vị trí thứ 2 của Argentina với một trận thắng, một trận thua, đang giữ 3 điểm. Ả Rập Xê Út nên giữ vị trí số 3 và sau cùng bảng là Mexico. Trong bảng D, Pháp chính thức lọt qua vòng đấu bảng với 2 trận thắng và đang có 6 điểm. Tiếp đến là Australia giữ vị trí số 2 với 3 điểm, sau cùng là Đan Mạch và Tunisia. Trong ngày thi đấu hôm nay 27 tháng 11 sẽ diễn ra siêu đại chiến ở bảng E khi Đức bắt buộc phải đánh bại Tây Ban Nha nếu không muốn bị loại sớm. Nhật Bản cũng phải thắng Costa Rica để hy vọng vượt qua được vòng bảng. Ngoài ra, người hâm mộ cũng không thể bỏ lỡ hai trận đấu đáng xem khác là Bỉ gặp Maroc và Croatia, Canada. Tiếp theo sẽ là phần điểm nóng các thông tin đáng chú ý trong các trận đấu vừa qua. Argentina hạ Mexico 2-0 khi cần Messi có, khi khó có Messi. Đội trưởng Lionel Messi ghi dấu giày vào hai bàn giúp Argentina thắng Mexico 2-0 ở lượt hai bảng C World Cup 2022 trên sân Lusail tối 26 tháng 11. Huấn luyện viên trưởng Tata Martino của Mexico nói trước trận rằng Mexico biết cách ngăn cản Messi tới chiến thắng. Ông đã đúng trong 63 phút đầu khi không cho siêu sao 35 tuổi bất cứ cơ hội nào. Nhưng chỉ cần một khoảng trống thôi, thủ quân Argentina đã tỏa sáng với tuyệt phẩm đem về chiến thắng quan trọng cho đội nhà. Phút 64, nhận bóng tại trung lộ từ Di Maria, cự ly khoảng 20m. Messi sút chìm, chéo góc, hạ gục thủ môn Guillermo Ochoa. Đây là bàn thứ 8 của anh trong lịch sử World Cup qua 21 trận đấu. Không chỉ ghi bàn, Messi còn kiến tạo cho Enzo Fernandez ấn định thắng lợi 2-0 tại phút 87. Từ quả phạt góc, Rodrigo de Paula chuyền cho Messi để siêu sao PSG đẩy bóng vào rìa cấm địa cho Fernandez. Tiền vệ 21 tuổi nhận bóng rồi cứa lòng với góc cao quá tầm với của Ochoa, ghi bàn đầu tiên của anh cho Argentina. Hai tuyệt phẩm trên cũng là những tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu. Phần lớn thời gian còn lại, hai bên chơi giằng co, phạm lỗi liên tục và không tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Martino quá hiểu đội bóng cũ Argentina khi Mexico phòng ngự toàn lực, nhưng khi cần dồn lên ghi bàn gỡ, họ lại không biết cách tấn công. Đương kim vô địch đội tuyển Pháp là đội bóng đầu tiên lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2022. Vào rạng sáng 27 tháng 11, Pháp đã có thắng lợi 2-1 trước Đan Mạch và qua đó có được tấm vé đầu tiên vào vòng 16 đội tại bảng D. Trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao và hấp dẫn. Đan Mạch không hề tỏ ra chịu trận mà vẫn chơi đầy chủ động. Thống kê chỉ ra thời lượng kiểm soát Pháp là 48%, còn Đan Mạch là 52%. Điều này cho thấy hai đội chơi khá cân bằng. Và thực tế thì số cơ hội nhiều cùng 3 bàn thắng là những gì hợp lý với màn trình diễn của hai đội. Pháp với đẳng cấp cao hơn xứng đáng giành chiến thắng, nhưng Đan Mạch vẫn đáng được khen ngợi. Ngay trong hiệp 1, hai đội đã không ngần ngại chơi cống hiến với tốc độ cao, tạo ra nhiều cơ hội. Đội đương kim vô địch tỏ ra lợi hại với những tình huống bóng bổng, nhưng những cú dứt điểm bằng đầu của Giroud, Rabiot không thể đem đến bàn thắng, phần lớn vì sự xuất sắc của thủ môn Đan Mạch Kasper Schmeichel. Đan Mạch cũng đưa ra những pha dứt điểm nguy hiểm không kém. Diễn biến của hiệp 2 thậm chí còn hay hơn. Pháp bắt đầu tăng tốc và có bàn mở tỷ số tại phút 61 với cú đệm bóng cận thành của Mbappe. Hai đội tiếp tục gây ra nhiều sóng gió cho nhau và cuối cùng thì đẳng cấp của nhà vô địch đã giúp Pháp định đoạt trận đấu tại phút 86. Griezmann tạt vào như đạt với Mbappe, chỉ cần chạm bóng bằng đùi cũng có thể nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với 2 thắng lợi sau 2 trận cùng 6 điểm, Pháp trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng 16 đội tại World Cup 2022. Ba Lan giải mã thành công hiện tượng Ả Rập Xê Út khi hạ đối thủ với tỷ số 2-0.
Chiến thắng trước Argentina tiếp thêm sự tự tin cho Ả Rập Xê Út ở cuộc so tài với Ba Lan. Nếu như giành 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên trưởng Hever Reynard sẽ trở thành đội bóng đầu tiên có mặt tại vòng 1/8. Ở chiều hướng ngược lại, Ba Lan buộc phải hạ Ả Rập Xê Út để tạm chiếm ngôi đầu trước khi quyết đấu với Argentina tại lượt cuối. Ả Rập Xê Út là đội nhập cuộc tốt hơn, trái với thế trận phòng ngự lùi sâu. Tại trận đấu gặp Argentina, Ả Rập Xê Út không ngần ngại tấn công áp đặt để gây sức ép. Phút thứ 12, Mohamed Kano đi bóng xuyên phá trung lộ Ba Lan, bật tường với đồng đội rồi tung cú sút trái phá. Nhưng thủ môn Wojciech Szczęsny đã bay người cứu thua xuất sắc. Sau nửa đầu hiệp 1 gồng mình chịu áp lực, Ba Lan bắt nhịp được với trận đấu và tung đòn áp đảo. Phút 26, tiền vệ Christian Breklic bật cao đánh đầu nguy hiểm sau quả phạt góc của đồng đội. Nhưng Salen Anseri đã đánh đầu cứu nguy ngay trên vạch vôi. Phút 39, Ba Lan có pha tấn công sắc nét đầu tiên và lập tức có bàn mở tỷ số. Matikas thoát xuống chống trải ở cánh phải rồi căng ngang cho Robert Lewandowski. Tiền đạo mang áo số 9 không thể có cú sút thành công, nhưng đã kịp xoay người chuyển trả ngược về để Piotr Zielinski dứt điểm tung đông lưới Ả Rập Xê Út, mở tỷ số trận đấu. Ả Rập Xê Út tấn công áp đảo nhưng lên bóng nhiều mà không ghi được bàn. Đội bóng châu Á đã phải trả giá. Phút thứ 82, tận dụng tình huống đỡ bóng lỗi của Abulen Al-Makli, Lewandowski đã băng lên dứt điểm chân trái hiểm hóc đánh bại thủ môn Al-Owais, mang về chiến thắng 2-0 cho Ba Lan. Quật ngã Ả Rập Xê Út, Ba Lan tạm vươn lên đầu bảng với 4 điểm. Ở trận cuối, Lewandowski sẽ so tài với Argentina, còn Ả Rập Xê Út phải gặp Mexico. Australia xuất sắc đánh bại Tunisia 1-0 ở bảng D World Cup 2022, nỗi hy vọng lấy vé vòng 1/8. Cục diện bảng D trở nên hấp dẫn khi mà đội tuyển Australia đánh bại Tunisia khi cánh cửa vòng knockout vẫn mở cho tất cả. Australia có chiến thắng tối thiểu nhờ pha đánh đầu đẳng cấp của Đức, được thực hiện trong từ một tình huống tưởng chừng như không có gì đặc biệt. Tuyển Úc mở đầu trận đấu với ý định tìm kiếm bàn thắng sớm bằng lối chơi tấn công phủ đầu. 7 phút sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ tuyển Úc cầm bóng 54,2%, có 2 pha rơi bóng qua người. Thống kê hành động phòng ngự thì Tunisia thành công 4 lần tranh chấp bóng bổng và 4 lần tắc bóng. Tính đến phút thứ 15, đội tuyển Úc làm chủ hoàn toàn hành lang cánh trái và theo hướng tấn công với Craig Godwin, Riley McGree và đặc biệt là hậu vệ Aziz Behic. Họ thực hiện 6 trên 8 đường căng ngang vào vòng 16m50. Sức ép của tuyển Úc mang về bàn thắng cho họ vào phút 23. Lịch thi đấu World Cup hôm nay ngày 27 tháng 11 2022. Ngày thi đấu thứ 8 tại World Cup 2022 sẽ được diễn ra vào chiều tối và đêm 27 tháng 11 và rạng sáng 28 tháng 11. Với 4 cặp đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng E và bảng F, Nhật Bản với Costa Rica, Bỉ với Maroc, Croatia với Canada và Tây Ban Nha với Đức. Toàn bộ các trận đấu được trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV5 Tây Nam Bộ và VTV Cần Thơ. Vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 11, bảng E, Nhật Bản với Costa Rica. 20 giờ ngày 27 tháng 11, bảng F là Bỉ với Maroc. 23 giờ, bảng F, Croatia sẽ đón Canada. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 28 tháng 11, bảng E, Tây Ban Nha với Đức.